mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay thì các bạn mở đầu video thì mình muốn giới thiệu đến các bạn một cái áo mà mình mới mua này, rất đẹp các bạn ơi. Cái áo đẹp phết nhỉ. Thôi đi mày, vào vấn đề chính đi, khoe quần áo à. Đầu tiên là mình muốn giới thiệu muốn khen các bạn là mình đã nhận được cái map pin của Google nha. Map pin Google để bọn mình có thể nhận được tháng lương đầu tiên từ YouTube. Google, và sau này bọn mình sẽ gọi là đi ra ngân hàng để lấy tiền, lấy lương từ YouTube người ta gửi về cho chúng mình. Đấy, sau 2 tháng rồi làm việc tại YouTube của mình ấy. Hơn 3 tháng. Đây là con BMW cá mập. Và nhưng mà hôm nay bọn mình sẽ không dùng con này để đi lấy tiền mà bọn mình sẽ dùng con Ducati nha các bạn. Luôn các bạn. Ducati này. Con Ducati này do gặp một số trục trặc nhỏ thì nó đã đổi màu. Hôm trước là màu đỏ mà hôm nay nó thành màu biến cắt tông luôn các bạn ơi. Nó có bị tai nạn không? Tai nạn khá lớn khi bọn mình gửi xe cho ông thì nó bị va chạm với xe người ta. Thế nào? Cảm ơn. Thế nào? Nó bị hóa là vậy, bọn mình đi. Để mình bảo dưỡng lại. Vì hôm nay là hôm nay ngày đầu tiên bọn mình đi rút tiền của YouTube nên là bọn mình sẽ dùng con xe điện thoại này, con xe đã tạo thêm tên tuổi của mình thay vì không bằng thay vì con này. Bởi con này ra đường công an bắt bây giờ đi ra làm thôi. Con xe này là con an toàn nhất, con đẹp đầu tiên của mình làm ra đấy. Hiện tại là được gần 7 triệu lượt view các bạn nhé. Đi đây các bạn ủng hộ rất nhiều. Mình có cả con này lên đi. Động cơ thay đổi luôn nha, động cơ hôm nay là động cơ đạp luôn, thành đúng đạp Duka đạp luôn chứ không phải là con động cơ hai thì nhé các bạn. Đấy. Đấy, các bạn cùng theo chân mình để đi đến ngân hàng rút tiền nha. Yeah. Đây là đúng rồi. Nhờ cái nào mới được á? Ok rồi. A few moments later. Ok, đây là số tiền mình rút được từ YouTube nha. Ok, mình sẽ lấy xe mình đi về nha. Có cái xe hay không bác? Bao nhiêu người khen mà đạp đẹp thế. Có đạp sao đạp được rồi đâu ạ? Vâng, đạp cháu thiết kế bị đạp cho nó chất bác ạ. Đúng rồi, phải tiền bạc cho bác cẩn thận. Đạp thế này là đạp phải nằm chứ biết cái đạp cho gì. Vâng, phải nằm lướn người xuống mới nằm. Đạp nó đi vượt tí thì chế tạo làm sao mà dần dần được. Vâng, ở nhà cháu còn mấy con xe nữa cơ. Vâng, xe đẹp đấy. Hôm nay cháu đi đây, cháu có tiền cho cháu đi bằng con này nữa. Cho tiền vào cốp đấy. Vâng, chứ còn ở nhà là cháu có mấy con xe máy rồi, con xe máy làm một người đó rồi. Cháu vào cốp kìa. Vâng, cháu về máy nha. Vâng, về đây. Cứ này. Đâu nhớ, đứng lại đi nhớ. Mày đi. Và vì vừa là do vấn đề an ninh trong ngân hàng nên là bọn mình không thể dùng máy còn quay lại cái quá trình bọn mình rút tiền. Cái này bọn mình sẽ về trong bọn mình cho các bạn xem một cái số tiền bọn mình vừa rút được ở ngân hàng các bạn. Rồi cơ mình sẽ đi về.
chiều hơi mệt đó. Mọi người nhìn trên trời ơi. Nước gió này, nước gió này. Thôi. Đó là mình vừa về nhà này. À, cái này mình gọi là mình vừa rút tiền về không? Đưa được tháng lương đầu tiên từ YouTube thì cái này của mình sẽ dùng một số tiền nhỏ để đi mua chút mua một bộ PC mới để là làm cho video chất lượng hơn để các bạn xem nó mượt hơn là trước của bọn mình làm chuyên nghiệp hơn trước đấy. Đấy. Đi mua về đi. Ấy rồi. Trong cái trong hai tháng vừa rồi thì bọn mình đã được YouTube trả luôn 117.000 các bạn ạ. Từ 117.000. Ủa mình bao nhiêu tiền là quá nhiều các bạn. Cái số tiền này thì bọn mình sẽ để đầu tư là vào làm video, những video chất lượng hơn cho các bạn xem. Bởi vì những video trước bọn mình chưa có kinh phí nhiều thế là mình toàn làm xem giấy thôi. Ừ. Đấy bọn mình có khả năng mình làm mấy con xe gọi là đi được. Nhiều các bạn, nhiều các bạn hết. Các bạn các bạn. Cái số tiền này thì là gần như là 100% là hoàn toàn là do các bạn ủng hộ mình nên mình mới được cái số tiền này. Thì mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều trong cái thời gian vừa qua đã theo dõi và ủng hộ bọn mình. Những cái chia sẻ, nhận xét của các bạn đã góp phần cho bọn mình gọi là cải thiện video hơn. Nếu mà các bạn có ý kiến thì cứ bình luận dưới để cho mình có thể tiếp thu những ý kiến mới của các bạn về video bọn mình. Bọn mình không nghĩ là bọn mình bước chân vào YouTube thì được mọi người ủng hộ nhiều như vậy thì rất là cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn luôn nhé. Trong thời gian tới bọn mình sẽ sản xuất nhiều video hay hơn, chất lượng hơn cho các bạn xem. Bởi trong thời gian tới mình sẽ được mình sẽ thi tốt nghiệp xong thì mình sẽ có thời gian mình sản xuất nhiều video hơn là bây giờ. Hiện giờ thì mình mới chỉ có thể làm được 2 video một trên một ngày trên một tuần thôi. Nên là từ khi xong thì mình sẽ có thể sản xuất nhiều hơn, một tuần có thể ra 3-4 cái video một nhá các bạn ạ. Vậy thì hôm nay là một ngày vui của mình thì bọn mình cũng chúc các bạn có một ngày vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc nha các bạn. Đấy, gia đình hạnh phúc luôn các bạn. Hạnh phúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Các bạn hãy nhớ là tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian sắp tới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Các bạn nhớ theo dõi bọn mình nhá. Mình rất là cảm ơn các bạn. Ok. Ok, mình sẽ đi mua sắm một chút thiết bị để gọi là làm video cho các bạn xem chất lượng hơn. Okay. Theo các bạn trong video lần sau nha. Bye. Bye nha. Yeah.